vậnmayshop.com, shop Api vay liên quân giá rẻ. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay trong cái video này mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm những cái món đồ quy đổi cực kỳ là ngầu nha anh em ơi. Uầy, đậu xanh, thằng nào bắn mình vậy hả? What the hell, thế hả? Úi dồi em ơi, chạy hả em? Anh em có thể thấy là mình đã có được một cái nón bảo hiểm vô cùng là đẹp phải không anh em? Với lại thì skin M451 được quy đổi rất là đẹp nha mọi người. Cái này thì các bạn là cố gắng cày rank lên cao, các bạn sẽ nhận được những cái điểm. Từ những cái điểm này các bạn mới có thể là đổi được cái nón bảo hiểm cũng như là skin súng nha anh em ơi. Ngoài ra thì mình còn có cả skin của khẩu súng Scar nữa cơ. Nó vẫn là được quy đổi từ những cái điểm rank nha mọi người. Chạy lên trên này coi nào. Trên này mình chưa thấy ai cả này. Quan trọng là mình sẽ chạy vào trong này để kiếm đồ cái đã. Uầy, có một quả lựu đạn anh em ạ. Nhưng mà hiện tại cái giáp mình đang dùng nó lại sida quá cơ. Chỉ là một cái giáp một mà thôi. Uầy, ok. Vừa nói xong thì mình đã có được một cái giáp 3 rồi nha. Vậy là mình đã có được full cái set đồ 3, đó là mũ 3 này, giáp 3 này, với lại ba lô 3 nữa. Và đây thì mình sẽ quần máu đã anh em ơi. Uầy, nhấn lộn anh em ạ. Thi thoảng thì mình có nhấn lộn vào phím back nên là nó sẽ hiện một cái dòng thông báo như thế kia. Nào, chạy qua khu này coi nào. Mình sẽ ăn tạm cây nấm này cái đã. Ok, ngon. Đã có được 50 EP. Không biết là bây giờ thì mình sẽ nên chạy theo cái hướng nào nhỉ. Trên này nó là một cái ống ngắm 4X, quá đã luôn. Rồi, để coi nào. Chạy xuống dưới coi. Uầy, chưa thấy ai cả. Nói chung là khu này hiện tại thì mình đang thấy là nó khá là vắng anh em ơi. Chúng ta sẽ nên chạy theo cái hướng nào nhỉ? Chạy thử qua đây coi. Quan trọng là mình muốn kiếm thêm người thôi mà. Đây, lên thẳng cái phía trên này coi nào. Uầy, không hiểu sao ngày hôm nay là mình chơi game nó lại vắng người quá cơ. Quá vắng luôn ấy. Hai mươi ba thằng nữa cả, đâu người thật. Nhưng mà thật kỳ lạ là mình chạy mãi nhưng mà có thể ai đâu. Có thể là các bạn ấy đang núp ở một cái chỗ nào đó. Từ từ rồi là chúng ta sẽ tìm nha, tìm ra vị trí của từng đứa luôn. Chạy vào trong này coi nào. Ở đây có gì vậy? À, mình lầm lộn anh em ơi. Nên là mình sẽ vứt khẩu súng M1873 ra ngoài luôn nhá. Ok, ăn cái nấm chỗ này. Rồi, quá đã luôn. Đã có 125 EP. Ơ kìa, máy bay hả? Máy bay lại thả thính hả? Đây, mình sẽ chạy ra ngoài này coi, xem là thính ở đâu. Úi dồi ôi, phi thẳng lên trên này con nào. Đây, thính ở ngay phía trên này nha các bạn. Cứ tưởng là thính ở đâu cơ. Uầy, bắn nhau căng vậy. Ơ kìa, bắn nhau căng vậy các bạn ơi. Úi dồi, em ơi. Ơ kìa, nào, cái mạng của mình vậy. Cái đậu xanh thế nhưng cái mạng của mình này. Vậy cái xe này em ơi, làm cái hả? Xong nhá. Vậy là mình đã có được mạng thứ hai. Ây, vật vã quá cơ. Chơi từ đầu trận đến giờ mới có được mạng thứ hai thôi. Uầy, ơ kìa, thằng nào bắn mình ghê vậy hả? Ây, anh lại sợ các chú quá cơ. Quần máu cái đã. Bạn ơi, bắn hả? Úi dồi ôi, nó nằm ngay dưới bụi cỏ nên là chết là đúng rồi nha. Thanh niên,
Công nhận là chơi ngáo vãi chưởng. Mình sẽ chạy qua để lượm xăng nó cái đã. Uầy, thằng này nó có khá là nhiều đạn súng trời anh em ạ. Và có thêm được một túi cứu thương này. Ngon. Bây giờ cơ bản là mình muốn kiếm thêm khẩu súng Scar nữa, để trải nghiệm skin súng của Scar luôn cho anh em xem. Ấy không có, chỗ này vẫn không có Scar mọi người ạ. Mình sẽ chạy lượn lờ qua phía này coi. Ui, tự nhiên ping lại cao quá cơ. Ping nó nhảy lên tận 999 cộng như này thì mình chịu rồi. Lấy thêm túi cứu thương. Vậy là mình đã có được 5 túi cứu thương rồi nha. Chạy qua thính thử coi nào. Đây, thính đang ở ngay đây thôi. Xem là có gì không nhỉ. Ây, phóng lựu hả? Ngày hôm nay thì mình không có chơi nha. Mình chỉ chơi M451 cộng với Scar thôi anh em ạ. Đơn giản là vì cái video này sẽ là video test skin súng mà. Ây, đậu xanh thiên nhiên, bắn anh hả? À, bắn anh xong rồi là chạy hả? Đẩy lên luôn, em ơi. Đừng có chạy nha em ơi. Ơ kìa, what the hell? Thằng này nữa hả? Trốn, vỡ đầu nhé em. Ơ kìa thằng kìa, đứng lại ngay. Ui, chạy nhanh quá cơ em ạ. Đây, anh đây, anh xem là chúng chạy đi đâu. Ui, đậu xanh, chạy hả? Và xong luôn nhá. Vậy là mình đã có được mạng thứ 5 rồi nha em ơi. Chạy qua để lượm sát thằng này coi nào. Uầy, thằng này nó vẫn không có Scar mọi người ơi. Đơn giản là mình muốn kiếm khẩu Scar thôi mà. Tại sao mà trong trận đấu này kiếm Scar lại khó quá cơ. Ê, lại nhấn lộn và có nút trở về. Đây, chúng ta sẽ lượm sát thằng này coi. Tôi nghĩ là sát thằng này sẽ có khẩu Scar. Ơ kìa, vẫn không có. What the hell? Thằng nào ở đâu vậy? Ơ kìa, đâu vậy? Dám bắn anh cả? À đây, rồi em ơi. Úi dồi ôi, em ơi. Em ơi, làm cái gì vậy hả? Và đã xong nhá. Vậy là mình đã có được mạng thứ 6 rồi nhá. Từ từ mình sẽ rút đồ từ thanh niên này cái đã. Ok, cực kỳ là nhiều đồ ngon này. Chạy qua hòm xác chỗ này coi. Anh em có thể thấy là khẩu súng M4A1 mình đã trang bị full những cái trang bị màu tím luôn. Quá đã luôn phải không mọi người? Ồ, đây, hòm xác này. Như vậy là đã có Scar rồi nha. Skin Scar thì nó cũng là tương tự với M4A1, nên là mình sẽ trải nghiệm luôn gộp vào trong cái video này. Ok, quá đã phải không mọi người? Mỗi tội là ngày hôm nay là mình chỉ thiếu mỗi cái ba lô mà đổi từ những cái điểm anh em đấu rank mà thôi nha em ơi. Không sao, chắc là cũng không có vấn đề gì nhỉ. Tại vì là mình thấy là anh em toàn đổi ba lô thôi. Còn đây là mình đổi cái mũ này và hai cái skin súng cực kỳ là chất lượng. Chạy qua đây cô nào, còn lại có 4 thằng nữa mà thôi. Úi dồi ôi, xem là 4 thằng nữa đang ở đâu thì mình sẽ kill cho nó luôn. 6 kill rồi nhá. Kill 4 thằng nữa thì mình sẽ có được 10 kill. Quá đã luôn. Ơ kìa. Uầy, vậy là chỉ còn lại có 3 người. Mình có kill được 3 đứa này thì chắc là chỉ là 9 kill là các anh em ạ. Không được 10 kill rồi. Buồn quá cơ. Đâu? Vậy thì 3 thằng còn lại đâu? Phía trước mặt chúng ta nó có một cái UAV. Mình sẽ chạy qua UAV luôn. Sao phải ngại nhỉ? Đây rồi. Ơ kìa, trong UAV nó lại không có người. Tôi tưởng là trong UAV phải có người cơ. Vậy thì chúng ta sẽ chạy qua những cái khu bên cạnh coi. Anh em ơi, mình chưa thấy ai cả này. Hello, dưới này có ai không vậy hả? Dưới này không có ai. Vậy thì ở mấy chỗ này coi. Uầy,
Nói chung là hiện tại thì mình đang ở thung lũng và đang trong một cái bầu không khí vô cùng là yên bình. Có thấy ba thằng còn lại đâu? Uầy, các bạn lại trốn đâu hết cả rồi cơ. Nên là tôi kiếm các bạn vô cùng là khó khăn. Ơ kìa, thằng nào chạy xe về hả? Đây, mình sẽ bắn cho nó nào. Ơ kìa, úi dồi ôi, sấy rồi nhỉ, sao phải ngại. Ủa em ơi, súng xe hả em ơi? Súng xe hả? Ơ kìa, sấy căng vậy, giúp tao mang cái đã. Bạn ơi, bạn ơi, hai xe tông nhau. Ơ kìa, ui trời ơi, nó tông nó phá cả tờ băng của mình. Thôi xong, vậy là mình đã bị đai rồi nha em ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.